mời các bác đi tham quan những cái giò lan đuôi chồn và tam bảo sắc, hài, hài kim, hài đuôi công, có rất nhiều loại hài để phục vụ các bác nhé, đến giao lưu. Địa chỉ Sìn Hồ, thị trấn Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Em mời các bác tham quan những cái giò đuôi chồn ở Sìn Hồ, rất là dài. Cái này em đo gai thử xem nào. 1, 2, 3, dưới 3,5 cân. Rất là dài. Những khúc chồn nguyên bản. Em quay em chuyển số điện thoại nhé. Các bác đến đây tham quan gọi điện cho bạn Thành. Thực sự là em rất là vội, em không quay ra những cái chi tiết từng cái giò một. Nó là những cái khúc nguyên bản. Hôm nay tối, dưới lưới tối quay nó không được sáng. Nếu thực tế thì rất là đẹp. Đấy, có cả chồn trắng nhá. Đấy, cây chồn trắng đây đang nụ. Tối quá hôm nay quay không được đẹp. Đấy, chồn trắng. Chào màu rất nhiều. Các bác có thể đến đây mua, nó chỉ vài chục nghìn một đến 100.000 một thân thôi, một khúc gỗ này, nguyên bản. Các bác có thể tham quan. Đây tam bảo sắc hoa trắng tinh. Trắng nhá. Và điện thoại nó trông nó sơ mi nhưng phải đâu các bác ạ, trắng tinh đấy. Kiểu trắng. Đúng không? Đó, tam bảo sắc. Xin mời các bác vào rất nhiều loại hài. Đấy. Đây kiểu chồng gia đình chơi thôi. Nhưng mà vẫn muốn bán bớt đi. Đây là chồng theo kiểu gia đình để chơi chứ không phải kinh doanh. Nhưng mà các bác có nhu cầu giao lưu thì vẫn bán bớt hài kim. Đấy, hài kim. Còn rất nhiều hài. Các bác mời các bác đến đây tham khảo nhé. Vâng, xin cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo nhé. Mời các bác đến đây giao lưu. Em mới bán đấy. Các bác thích cái nào thì các bác giao lưu. Em chuyển số điện thoại ở tiêu đề video nhé.